bờ 4.600 đi ngược sáng đó là sao xình đất mẹ hết rồi. Cái cổng sau là 2,5 m nha các bạn. Cái cổng trước nhiêu đây, cái chiếc này mang cái cổng trước sau này nhìn giống đơn giản. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Đây là một chiếc Ford nè các bạn. À, Ford gà chả lúa ha. À, hiện tại thì mình đang ở bên cầu nổi Thanh Điền. Đây là con sông mà đi thẳng qua bên cầu Thái Hòa luôn các bạn. Thái Hòa xong mình rẽ trái về bến xe ha. À, bây giờ mình sẽ lội ra đường này, lội ra đám lúa này các bạn. À, trước mắt mình không biết nó là mấy ngàn, 4.000, 4.600 gì nha, nhưng mình thấy nó hai cầu là mình phái rồi các bạn. À, thấy hai cầu là phái rồi ha. Cổng trước cổng sau và khói, xe này có khói rồi ha. Chắc cái bê tông cũng bạc màu già rồi. Pho 4.600 các bạn ơi. Pho 4.600 đi ngược sáng rồi. Rồi các bạn thấy hai ông này quen không? À, ông dắt lúa là cầu nổi, là hai ông dắt hết cầu nổi luôn. Hai anh là dắt vòng khu vực cầu nổi nha các bạn. Dắt cái xe của anh Tường chở lại mấy ông dắt không á. Bây giờ tham quan dòng chiếc xe hay nha các bạn. 4.600 đó là sao xịn bít mất mẹ hết rồi. Ủa nhà cưng ở đâu? Ninh Sơn hả? Dạ anh chưa quay xe tôi lần nào hết ta, có quay chưa? Không, chưa quay nhiều á. Không nào không đó hả? Trước đó là 11.224 nha các bạn. Đó. Rồi bữa nay có khói rồi. Tại bồ khói hả? Chị tháo ra súc. Tháo ra súc hết khói đi. Cái cổng sau là 2,5 m nha các bạn. Cái cổng trước nhiêu đây, bây giờ sẽ tới luôn. À, 4.600 mà lên lên đi lên đó cái dòng xuống luôn. Ủa cưng, cầu này là cầu mình lên hả? Bao nhiêu tiền? Mấy chục. Sáu năm triệu hả? Năm bao lâu rồi? Khoảng bao lâu? Mấy năm? Lâu rồi phải không? Nhưng mà thời điểm đó, tới thời điểm giờ giá nó có hơi chênh lệch không nhiều đâu. Ủa vậy là cái xe này là cưng xài ở nhà xài lâu dữ hả? Đó là xe đầu tiên.
xuống quá xá luôn các bạn, xuống là có 5 tấc luôn á, hậu thi về gì nữa à, cho nó tới cứng á, tới cứng lên luôn à. Chiếc này là gia đình sử dụng lâu dữ lắm các bạn, nên nó là nhiều khi em không nhớ chính xác, nhưng mà cái cầu này hồi xưa nghe nói là lên là khoảng 60 mấy 70 á, 65 á, nhưng mà bây giờ là giá nó khác nha các bạn. Đó, chủ xe làm đó. Hả? Chủ xe làm đó. Qua mới quay rồi. Qua gặp ở bên trước cầu kén này vô á. Vậy là anh đó là chủ xe hả? Pho 4.600 thì động cơ pho 3.3 lít 3 máy nha các bạn. Piston 112. Nó là y chang như cái thằng pho 4.000 luôn, nhưng mà nó cái là nó được 60 HP. Nó gấp hơn thằng kia 5 HP nha các bạn. Hả? Xe đông lắm. Ở đâu? Cứ 10 chùa hả? Ủa cái đồng đó bữa nay làm gì rồi? Cài hả? Cài hả? Cửa mùa chùa là bữa nay cài hả? Cái ôm hả? Bữa mùa chùa bữa anh quay cái chiếc 2 cầu 4.000 2 cầu mới tinh của em trai gì đó. 4.000 2 cầu. Ờ mua 160 á. Mua mới mấy tháng vậy, mua mấy 2 vụ à. Thì bữa luôn cũng kéo lúa sau lưng cầu Thánh ra đó. Cầu không à. Cầu đó nó đặc biệt, nó khác hơn mấy cầu này luôn á. Bác này lúng ghê luôn các bạn ơi. Ghê hả? Cái chiếc đó nó có chỗ này nè, nó có cần gạt chỗ này nè. Để mà vô gạt cầu á. Đó là T7 luôn các bạn. Cái này dính sình dơ quá rồi à, mình thấy không rõ nữa. Rồi tới luôn. Anh sao là mới có được chục bao à. Có con chó ra bắt chuột nè. Rơm này mới phóng xong rồi tính cuốn luôn hết thôi. Cái này cuốn về cho bỏ gốc cây, ủ cây quá các bạn. Như làm núm vậy. Cái này là mới cắt xong luôn á. Rồi tới. Hai bao. Cầu này cầu lên cũng nó cũng bình thường như mấy cái bao cầu khác các bạn. Nó không có giống cái cầu mà bữa chiếc 4.000 à, mình quay ở phía mà cánh đồng Sân Cu à, sau lưng Cờ Thánh á. Chiếc 4.000 mà mình nói là 160 triệu các bạn. Rồi chiếc đó mới giữ đó. Cái chiếc này mang cái cổng trước sau này nhìn giống cái chiếc bữa mình quay trong cái chả cây ở trong cái chung mít đó các bạn. Nhưng mà chả cây trong chung mít hình như nó có một cầu à, còn thằng này tới hai cầu. Cái cổng này trang như luôn nè, bên trước bên sau luôn á. Cái bên trước bên sau này hình như bữa hổm cái anh trong đó nói không là cái bên trước bên sau không là nó khoảng mấy chục triệu các bạn. Còn còn nguyên cái cổng luôn á, hết hai cổng trước cổng sau luôn là với cái bên nào hết luôn là đâu 30 á. 30 trên 30 á. Tới luôn. Có bao. Né qua bên kia chút, Cái này vô trọng bên xuống không bị dây lẹ phải rồi. Bên xuống chắc.
đây gốc gạ cao lắm các bạn ơi, gốc gạ mà nó đứng mà đứng qua đầu gối mình luôn á, cắt nó còn cao vậy đó, tại lúa nó cao á, lúa nó cao nó trúng chứ không phải là tại mình cắt cao. Cái cầu nó phức rồi, phức gốc gạ nhiều quá phức rồi, mình thấy không rõ. Giờ phải đi kiếm anh nằm phức hết rồi. Gốc gạ cao quá trời luôn. Vỏ sao giống 13.86 36 quá các bạn. Vỏ sao á. Thường thường là 4.6 là xài 13.86 36 á. Chỗ luôn, chỗ rồi anh. Chỗ thôi đừng có rải vòng vòng hết. Cái rải cho đi kiếm cho mệt chơi à. Lúa này giống gì biết không anh? Trung vụ. Trung vụ hả? Trung vụ. Về đích chưa á? Bỏ rơm của này bộ tính vô cuốn luôn là chắc cái về ủ cây hay là làm núm chứ anh? À đây mới cuốn vậy chưa cuốn hả? Tính đâu mới phóng xong cuốn luôn chứ. Dạ. Nói thì chia sẻ thì cái cầu này nó đi kéo của này nó mau hư đạn lắm nha các bạn. Mà đạn của nó là thay một cặp hay gì đó là nó tới đâu 800 mấy chục ngàn nha, mà thay nó hơi khó thay nữa chứ không phải như là một cầu thì nó có 100 mấy chục ngàn à, thay nó trong vòng nửa tiếng là xong. Còn thằng này thay cực lắm. Nói chung xài thì cái hai cầu đạn này thì xuống sình đi sình này kia thì chịu đâu nổi đó các bạn. Đi cày xới đất khô thì kéo trên bờ thì nó ok. Đó, gần đầy xe rồi, chuẩn bị ra nha các bạn. Đây là lúa, này là lúa trung vụ nha các bạn. Nên nó trúng, rất là trúng luôn. Để mình cho các bạn xem cái đám lúa kế bên nha. Nó cũng y vậy luôn á. Là coi vàng bông nè. Kinh khủng không? Đó. Bông nhiều mà nó cao nữa nha. Hàng chất lượng luôn, không có lép nhiều. Đó, bên kia cũng vậy luôn. Vụ này là vụ này là anh em trúng dữ dằn lắm. Khu vực gian xong với cầu nổi là trúng dữ dằn lắm. Hai cầu thì chạy rất là khỏe luôn ha các bạn. Re luôn, chẳng qua là bị sụp hố thôi. Đây là chạy nhào qua đám lúa của người ta các bạn.
gì nó kêu quá. Xe nó sao xuống trước nè. Ben. Đơn giản. Này chút lấy là lại căng luôn các bạn. Mình khỏi sắp lại. Rồi, Ben trước nữa là sau. Cái này hả? Xe luôn á, xe luôn cái nó không nhìn cái gì, nó không biết nó bán một nguyên con vậy đó. Mấy cái hai triệu về có nghĩ gì đâu, ngày sửa chơi lại cái này nó không có nghĩ gì đâu. Thôi xe mạnh lắm kìa, xe đi máy còn mạnh lắm, bỏ đâu nó khác rồi, hồi vui vui rồi nó rẻ, bỏ đâu rẻ rồi, không có tiền chắc được gì đâu, nói nó mạnh quá, nó khỏi mạnh lắm. Mở cái đèn lại không? Đơn giản. Chiếc bên đó hả? Vậy là gần 20 năm rồi. Chiếc này nó bao lâu rồi? Già lắm rồi. Chiếc 4.6 là lâu dữ lắm các bạn, chứ gần 20 năm rồi đó. Gà. Đi gà chở nữa đi các bạn. Chở còn nhiều chiếc lắm. Tức là máy chưa có đụng tới máy luôn các bạn. Gần 20 năm mà máy còn gì đó. Ghê không? Và thôi mình cũng kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi, cảm ơn các bạn nha.